Dạ Khải mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh như Khải nha. Dạ thưa cô chú anh chị, hôm nay là Khải đi với Minh Thiện đi đến lễ thăm là anh của chị Hiền là U30. Dạ, xin mời cô chú anh chị cùng Khải tìm hiểu nha. Chào anh nha anh. Để giới thiệu tên thật của mình với tên dân. Gắn này lên đây. Biết chỗ luôn ta, đó có cái cây cạm đó là biết chỗ luôn ha. Cây cạm đó là ngay điểm để đào đúng không? Ngay điểm để đào. Sao anh này không làm? Nó biết làm không? Không biết làm. Nè, tại anh đứng chờ ra gắn cái mít thu gắn được không? Thiện gắn không? Gắn không? Gắn cho ảnh nói chuyện hơi lớn lớn nè. Rồi đào đi, dỗ quá. Dạ. Anh tên gì? Tài. Tài hả? Dạ. Em. Tài em hả? Dạ. Vậy là anh ngoài là tài anh hả? Bu. Bu. Dạ. Xin chào cả nhà nha. Đào, sáng giờ đào nhiêu lỗ rồi? Tại em nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi. Nhiều lắm hả? Dạ. Dạ. Yeah. Sao bán cậu bự không mà đào lỗ bự dữ vậy? Rồi thêm lên. Sao hả anh? Cậu bự không mà đào lỗ bự dữ vậy? Bán cậu là đào nhỏ được rồi. Cậu cây nó có chút chí à? Dạ. Ờ, đâu phải như cây dừa đâu. À. Chút ký là đào nhỏ nào tốt mấy. Nhỏ à. Nhỏ nó nhẹ. Đào ở lỗ mà nó to mà. Mình ơ. Trời đi như là đào sao cũng được mà sao trồng cây bán cầu được rồi. Mày biết trồng dạ. Không U? Không biết à. Cũng chưa biết nè. Dạ. Cái thầy giỏi này nè. Biết làm hết trơn chứ mình tại chưa có gành làm thôi chứ chỉ cũng biết hết trơn. Anh nhiêu tuổi rồi? 30. 30 hả? À. 30 tuổi. 30 tuổi. Vậy em của Hiền trong ha. Giờ đi làm cho người ta cho ra là cũng được rồi, cũng có gặp, tạo công an việc làm. Giờ để gặp bé Trang chút nha. Làm đi nha. Chút xíu nữa mình trò chuyện tiếp. Nha. Cô chú anh chị này là đi gặp người gái cũng hai anh em đi làm ở đây nè cô chú anh chị. Nó đi làm cho có cái anh ảnh mướn vô đây làm luôn. Ồ. Hai anh em làm à. Để em đào lỗ đẹp hơn á. Đó là. Còn mấy lỗ nữa? Bên hai bên kia nữa ha. Bên kia nữa ha. Ừ. Hai bên ha. Nha. Yeah. Hai bên thấy rồi. Thấy tội nghiệp không giờ. Làm thấy cũng gọn gàng hết trơn. Mắt thấy xuống vậy đó hả? Đó. Ấy ơi. Chết rồi. Chết rồi ha. Cái này nó sáng bốn góc nữa kìa. Làm cũng được á, chứ biết làm hết trơn á. Biết làm hết trơn luôn nè, sáng góc rồi nè. Tại kiểu này có chồng được rồi. Ai ai. Được không lên? Làm cái này rồi chịu có chồng không? Chịu à. Đâu quay qua gắn cái mít cho nó nói chuyện lớn nè. Chịu. Ủa nè thiệt. Có túi không? Có.
Đây, đây bỏ vô túi nè. Đó. Ôi, nó không chứ. Trắng rồi. Đây, gắn rồi, gắn rồi. Gắn rồi. Gắn ngay cổ đi để sẵn nó gớt. Đây là chuyện của chồng ha. Ừ. Có chồng vậy cũng biết làm ăn mà, thấy không? Cũng biết làm mà. Chung thấy làm thấy cũng được, mà thấy làm lỗ thấy cũng đẹp lắm đó chứ, đào lỗ á. Dạ. Chỉ là mới biết làm ha. Sao mình không lấy tay mình bưng cái hỏi. Nó như quan trọng là cái là biết tiếp thu là được à. Chỉ biết chân ha. Ừ, đúng rồi. Chứ mấy hai đứa em này chắc cũng không lẽ như ta được rồi. Làm cũng làm tèn thôi chứ. Mới làm hả? Đúng rồi. Đâu đâu chứ bự vậy. Không mà hai đến đâu. Cậu nãy này là đút nguyên cây dừa xuống rồi. Cho con dài lắm. Cậu đào sao cũng được. Có cái lỗ rồi. Kệ cái nào nó mình lắp lắp lại nó cũng đỡ được. Thôi dạ, ai úi nó rồi, ngồi. Có biết không? Đúng rồi, nói chuyện như cũng như là thêm người nhà nữa là U30 nhà nữa là cũng giống hệt nhau luôn vậy đó. Nói chuyện cũng vậy thôi. Không, cái này nói chung là mình nghe kỹ là nghe được. Đúng rồi, nhưng mà có. Thôi. Okay. Ê, thua rồi, nói chuyện nghe không được luôn. Đào dài lỗ đi. Đào dài lỗ đi hả nghỉ? Đào không quay cho nó khỏi. Coi cách thức làm sao người ta chỉ là làm được không nè. Trong cái cao đó rượu đó, là nước vậy? Yeah. Nước hả? Cái đó rượu đó, rượu nước ở đây. Phải rượu không? Không. Không. Bự lắm rồi, nhỏ nhỏ chút. Như kìa, như bằng bằng cái vách nước đá đó. Như vách nước đá đó là vừa được rồi đó. Sáng giữa là được rồi. Đó bằng cái vách nước đá được rồi. Tại vì nói chung là không từ từ ở chầu mà tối ngày đi nhậu không à, sao biết được. Hỏi anh yêu không? Hỏi yêu không? Yêu gì ta sao? Yêu anh không? Không. Làm giỏi anh kiếm chồng giùm cho. Ừ. Rồi còn tôi nữa hả? Không nói còn tôi nữa kìa. Rồi làm giỏi đi rồi người ta cứ vợ chứ. Làm giỏi đi rồi. Chịu không? Tôi cưới chồng cho. Chịu luôn hả? Hai chồng luôn. Vậy đó hả? Hai sao? Chồng luôn hả? Ừ. Rồi. Dữ vậy sao tới hai chồng chứ vậy? Con chó hả? Ế chó hả? Ế hả? Một chồng chịu nổi rồi đòi hai chồng. Rồi hai chồng. Chết luôn. Rồi đây luôn. Hai là đây hai luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mày dữ vậy? Mày còn ông kia sao không? Có bắt đầu thua hả? Như là vậy là như yếu hơn hai người này nữa. Em buồn hả gì? Cái anh đó lại giờ không biết gì chứ ha. Con của bà chị về quê biết không? À thấy chồng á. Em. Ừ. Là cũng như là anh không biết gì chứ. Hồi đó biết. Ừ. Thế đó cũng nó cứng vậy hả? Chứ hồi là ảnh cũng không có có làm được gì đâu ha. Ôi trời ơi, vậy là thua hai người này nữa. Yeah. Chết luôn. Yeah. Dạ. Không có biết nữa. Dạ. Thì giờ đi ra quán thì nhóc à. Chứ giờ đang đi làm mà nhậu vậy.
Ủa con nãy có gớt chứ xong nha, gớt xong rồi chết đó nha. Dạ. Dạ. À, cả nhà có xem cái like của Thiện thì cả nhà chia sẻ mạnh lắm nha. Thì coi có cái cô nào cũng như là giới thiệu được cho em U nè, thì giới thiệu cho em U nha. Cho ảnh của vợ đi. À, nhớ à. Cũng muốn có vợ lắm rồi nhưng mà chưa tìm được ai hết. Hạnh ơi. Sao? Hạnh á. Vậy? Ừ. Tới hai đứa vậy cũng làm sống không nổi tới hai đứa. Bảy đứa trai luôn. Bảy đứa trai luôn. Ngã cho mẹ nói không? Dữ ta. Ngã trai không? Không thích giá hả? Không. Thích trai hả? Ngã không? Để diễn trai để làm gì? Rồi mấy ngày ở đây đâu có ngủ được phải không? Đi đứa lâu nổi đâu. Nổi hả? Ít rồi. Thì vậy đi từ từ rồi bỏ luôn. Ồ mưa cá quá trời luôn. Có chồng mà đẻ hai đứa à. Hai đứa. Hai đứa rồi. Hai chị em ra 14 người rồi. Quá trời ơi. Dạ. Yeah. Chào bác Hiền. Dạ. Để đi bữa rồi hai bố ơi. Hai bố mẹ ơi để ẩu. Chị ơi ẩu ai hết nè. Hai đủ. Lít này nhậu dữ lắm á, một chai 5 thịt là uống ngồi hết trơn luôn á. Dữ vậy hả? Nói rồi. Thấy người ta mua chai 5 thịt uống hết không Linh? Quá ai? Thấy vợ với giúp cậu quất chai 5 thịt. Dạ ôi ếch này nha. Sao ta mang dép vô? Đẹp không? Ta mang dép vô Linh. Ừ. Người ta đi chứ đi tập đất gì cái giò sau này nó chai chứ rồi làm sao có chồng được không chê đó này hai chị em ha anh em hai chị em ha ống à ống hả tới Hiền đó Linh Linh năm nay là 36 còn Hiền thì 32 còn U thì 30 còn cái anh hai quên anh tư đó là lúc đó là anh tư là mới có 39 vậy á anh đi chung được năm anh em mà bệnh hết ba ba người rồi bệnh cái yêu rồi đến rồi năm người bệnh hết ba người rồi à chứ bổn không anh ôi không ông ở đâu á mau quá chứ bụng à chứ ông ở đâu luôn em anh ơi dạ rồi rồi thứ ba là nữ hay nam trai trai luôn hả rồi rồi anh ba đâu chết mới đến rồi chết hả ờ cũng bị bệnh đó đi mất tiêu luôn rồi thì bán rồi cũng đi đi mất tiêu rồi tìm không gặp ha. Ở nhà như là bệnh hết trơn nhà luôn trời. Mấy lúc nào khổ thì có đi đường mà có gặp thì anh kêu về cho. Ở này không à. À căm ha. Không á. Cũng chưa ai biết hết trơn á, là đi mất tích biết lâu luôn á. Vậy là bắt lại. Coi như rồi mà nhà là 5 người bệnh hết 3 người, 4 người, 4 người. Ừ, bốn người hết trơn luôn, tội chết luôn. Thấy quá tội luôn. Chung phải được cũng gia đình khá giả cũng đỡ được chút này qua gia đình cha mẹ rồi cũng chết trơn. Rồi giờ thì vậy thì bỏ khờ bỏ không con gái đi ra gia cầu thì ăn uống nhậu nhẹt giờ quá trời ghiền rượu rồi giờ bắt đi làm thì cũng làm từ từ chứ lại của chú anh chị ở đây cũng bớt hạn chế uống rượu luôn á chú uống rượu không uống rượu không là hư hình hết trơn luôn đi mà giờ thấy có việc làm nó cũng đỡ lắm rồi
thì bởi vậy làm anh tạo điều kiện giá chân luôn rồi còn nữa, mà trả tiền lương nữa anh ha, bao nhậu nữa, bao nhậu nữa. Nói chung ra thì hai chị em của hai em này thì từ từ có thể làm được, làm được. Ngày xưa, nhưng rồi lúc nhỏ tới giờ là không ai chỉ làm á, đúng rồi, nên không làm tới ngày cũ là hậu rồi dưới đi xin tiền không à, đó rồi dạ. Đào ba mẹ hậu đi được không? Rồi đó chịu làm nữa chứ đâu hoài vậy, chịu làm nữa gì dạ. Dạ. Yeah, đây đây em là không kêu nghỉ là làm hoài luôn á, lỡ mình vô mình ngủ trưa rồi xong làm tới chiều luôn ha. Bữa nào mình làm bộ mình ngủ trưa bữa ơi. ông hiểu ông vui à? Hiểu ông vui sao không hiểu ông vui à? Nói gì ông nghe rõ luôn. Ê, ông hỏi ông đi vậy ngủ ông anh á vậy. Ngủ chung hả? Ừ. Ngủ chung làm vậy? Ngủ chung chi ta? Ở đây ba người ai đẹp trai nhất? Anh ơi ra à? Anh nào? Anh á. Hả? Anh á. Anh đây ra hả? Ừ. Anh Thiện đẹp trai nhất luôn hả? Ừ. Còn hai này bự quá. Rồi vô. Được rồi, lỗ được rồi. À, ủng à. Rồi không? Thì vô đi. Nè 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 nè. Đồ heo à. Ờ, vô không biết được vô nữa. Rồi giờ mấy anh em giờ đi vô nhà của chú anh chị. Ừ, còn anh đó là mốt mà chập cho anh đó làm luôn ai. Bó tay vậy. Hứa làm cái gì vậy? Không biết ổng á. Anh phải làm gì là Khải nó mới làm vậy. Đi hồi gớt mất tiêu luôn, gớt xong rồi luôn rồi. Khải mới làm vậy. Mà sao? Mệt quá rồi hả? Mệt không lên? Mệt. Mệt hả? Mệt tao đi rửa mặt đi. Mệt. Tao đi cái nước rửa mặt đi cho nó khỏe. Mệt rồi. Rồi chơi đi. Ừ. Thấy hai chị em. Giờ có công an việc làm thì nói chung là cũng... cũng đỡ rồi ha, ha Linh ha. Có công an việc làm không? Tôi ở đây đâu đây hả? Đi đâu ta? Chỗ này là ở nhà của... Đây chỗ ở nè, chỗ ở cũng được. Giường chiếu cũng sẵn hết trơn. Nước nôi. Ở đây, đây thì nóng rồi. Ra ngoài này nó mát hơn. Nó là ế rồi chứ à. Giờ gỡ giùm ghế vô. Dạ hả? Gỡ giùm ha. Hay đó. Làm được thế à. Ừ. Không thấy à. Không thấy hai anh em giờ đây làm được cái lý anh thấy cũng mừng quá ha. À, chứ ở chợ là thấy sáng ngồi góc cầu là chơi rồi đó, nhâm nhi rồi đó. Trời ơi nước nữa hả? Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Ủa hả? Ừ. Ờ, cho hai đứa nó hai đứa đi. Đứa con gái. Chào Tùng Trang nha. Điện chào Thị Ngọc Biểu nha. Nãy ở ngoài nắng thì không trả lời được nha. Quá giờ thấy đây có mấy con hàng việc làm thấy ổn định hay mừng thì cũng được các mạnh thường quân công an thì cũng đỡ được chứ rồi giờ không vô, có vô gì đây, khổ nó khỏe đi. Rồi giờ mình có là yêu cầu hay là muốn kiếm chồng gì đó hay là muốn kiếm vợ gì đó dạ. Mình nói rõ lên đây cho nhiều người ta biết á dạ. Người ta giới thiệu dùm cho à. Ừ. Rồi giờ là ai ai nói trước nè? Ai chủ động nói trước? Đi làm. À. Đi làm. Vậy? Đi làm. Đi làm hả? Đi làm á. À, đi lấy chồng á. Lấy chồng nhiêu tuổi nè? Tiêu chí thì sao?
giờ có chồng là cái anh đó là cao bao nhiêu? Nó nói đi. Em mà đúng hình ủng á. Như vậy? Mày là hình ủng á. À, chứ như là lùng lùng nhân tổng hả? Ờ, đúng rồi. Lùng 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 nhân tổng hả? Có chồng lùng lùng. Nhiều tuổi biết không? Mà lùng lùng có đó, nó giờ nhiêu tuổi? Không biết. Không biết mà. Không biết sao được, phải biết nhiêu tuổi chứ. Nhưng mà từ đó giờ có người yêu chưa? Có rồi. Có rồi hả? Là người yêu cũng như là bỏ ha? Nói gà rồi. À, nói gà rồi. Ờ, em bỏ đẹp ổng. Bây giờ là mình lựa cái người đàn ông là cái người yêu mình đó là nó như thế nào, nó đẹp trai hay là nó xấu trai? Em trai. Đẹp trai ha? Ừ. À, cũng như là bao nhiêu tuổi? Ủa, không hỏi vậy? Không hỏi. Sao? Không hỏi vậy. Tuổi thì nói chung là không quan trọng ha. À. Quan trọng là đẹp trai ha. Rồi nếu mà không có đẹp trai thì sao? Đẹp đẹp trai cỡ này không? Cỡ thiện không? Ừ. À, ở anh lên. Không. Xin chào Ngọc My nha. Đẹp trai cỡ thiện không? Xin chào Tùng Trâm, xin chào các bạn về tiếng Trung mà nó không hiểu nha. Thì chứ nói chơi với Linh thôi, chứ Linh người ta đã có người yêu rồi, mà người yêu người ta đi làm rồi đó, chứ không phải tại giỡn hả Linh. Người yêu người ta đi làm rồi, làm sao mà kiếm được nữa, kiếm mà lỡ cái anh kia anh buồn sao ha. Mình đã không có người yêu, nếu mà chưa có người yêu thì mình còn kiếm được, còn là đã không có người yêu rồi, hỏi là có người yêu rồi không kiếm được được nha. Rồi bây giờ là tới em U nè. Dạ, video khán giả xin kết thúc, cảm ơn chú chị theo dõi rồi. Dạ, mình chào, hẹn gặp lại. Là tìm vợ hả?